dẫn chứng y khoa về tác dụng bảo vệ sức khỏe của nước ion kiềm. Nước ion kiềm được nhiều người thần thánh hóa rằng là loại nước thần giúp chữa trị bách bệnh, là loại nước chữa ung thư. Thực tế, nước ion kiềm chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh. Nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh nước ion kiềm có tác động tích cực đến bệnh nhân, giúp cải thiện tình trạng hiệu quả. Các dẫn chứng y khoa và thí nghiệm dưới đây sẽ cho thấy điều này. Giới thiệu sơ lược về nước ion kiềm. Từ thời xa xưa, các nhà khoa học đã biết đến nguồn nước quý hiếm tại các vùng Norderney của Đức, Lourdes của Pháp, có tác dụng phục hồi sức khỏe. Họ nghiên cứu và tìm cách tái tạo chúng trong phòng thí nghiệm. Nước ion kiềm ra đời từ đó bằng công nghệ điện giải hàng đầu của Nhật. Nước ion kiềm là gì? Nước ion kiềm, alkali ionized water, là loại nước được tạo ra từ máy điện giải. Nước có nhiều tên gọi khác nhau như nước điện giải ion kiềm, nước kiềm, nước hydro, hydrogen, nước hoàn nguyên. Ngoài là nước sạch, nước ion kiềm còn có tác dụng bảo vệ và nâng cao sức khỏe với tính chất quan trọng, giàu chất chống oxy hóa, hydro. Đặc tính của nước ion kiềm. Khác với các loại nước thông thường, nước ion kiềm sở hữu 4 tính chất ưu việt, không loại nước nào có được. Giàu tính kiềm tự nhiên như rau xanh, giàu chất chống oxy hóa, hydro, giàu vi khoáng và phân tử nước siêu nhỏ. Công dụng của nước ion kiềm đối với sức khỏe và đời sống. Nước ion kiềm được chứng minh là loại nước có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh như cân bằng môi trường axit, kiềm, cải thiện bệnh do dư thừa axit gây ra, giúp thanh lọc giải độc cơ thể, cung cấp khoáng chất, nâng cao hệ miễn dịch. Quan trọng, hydrogen trong nước loại bỏ gốc tự do, ngăn ngừa ung thư và các bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường, loãng xương. Nghiên cứu khoa học thực chứng ở những trang y khoa, thư viện nổi tiếng thế giới, đạo luật dược phẩm và thiết bị y tế Nhật Bản đã phê duyệt tác dụng của nước ion kiềm đối với đường tiêu hóa, giúp bài tiết dễ dàng hơn, làm giảm cảm giác nặng nề hoặc khó chịu trong dạ dày. Bộ Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc công nhận nước ion kiềm, ngăn ngừa tiêu chảy, ngăn rối loạn tiêu hóa, ngăn men dạ dày bất thường, chống dư axit. Các nghiên cứu khoa học thực chứng của các trang y khoa nổi tiếng thế giới như PubMed, Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, Medway, Tạp chí Y khoa Anh Quốc cũng chỉ ra công dụng của nước ion kiềm trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh mãn tính, dẫn chứng các nghiên cứu lâm sàng về nước điện giải ion kiềm. Theo nghiên cứu của tiến sĩ Hayashi Hisemitsu, Viện trưởng Viện nước Nhật Bản, loại nước này có tác dụng hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh như gút, tiểu đường, huyết áp, phổi, nhờ tác dụng chống oxy hóa của hydro. Nghiên cứu của khoa nghiên cứu y học Đại học Kyoto, hydro trong nước ion kiềm giúp ngăn ngừa lão hóa, cải thiện sự bất ổn định của các nhiễm sắc thể trong tế bào bị lão hóa. Như vậy, với những tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh đã được chứng minh, chúng ta có thể thấy nước ion kiềm có thể mang lại những công dụng vô cùng tích cực về sức khỏe đã được khoa học công nhận. Để rõ hơn về nguồn nước này, quý khách có thể đến trực tiếp showroom trưng bày sản phẩm của công ty HP Cosmetic chi nhánh miền Trung tại số 7 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế để được trải nghiệm nước ion kiềm được tạo ra từ các dòng máy điện giải Kengen. Hãy like, share và theo dõi kênh HP Cosmetic để nhận được những thông tin hữu ích về sức khỏe và làm đẹp cùng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ HP Cosmetic nhé!